Tại vòng 5 V-League 2020, ngoài việc phân định ai trong số hai cái tên Quảng Nam và Diệt Nam Hà Nam Định sẽ xuống hạng, cuộc đua tại top đầu sẽ vô cùng hấp dẫn khi bốn đội bóng đang có cơ hội vô địch sẽ đối đầu trực tiếp với nhau. Trong đó, đáng chú ý nhất sẽ là trận derby thủ đô giữa hai đội đầu bảng Viettel và Hà Nội FC. Trước cuộc đối đầu rất đáng chú ý này, cùng kênh YouTube VFF Media nhìn nhận 5 cái tên có khả năng thay đổi cục diện trận đấu. 1. Bruno Cunha. Sau khi phải nghỉ thi đấu vì nhận án treo giò ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa qua, tiền đạo chủ lực của Viettel, Bruno Cunha sẽ hoàn toàn sung sức để trở lại trong trận đấu quyết định với Hà Nội FC. Đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng áo lính với 7 bàn thắng, chân sút người Brazil luôn là điểm đến cuối cùng trong lối chơi của đoàn quân huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Dù trong trận đấu với Hà Nội FC tới đây, nhiều khả năng Viettel sẽ sử dụng lối chơi phòng ngự phản công trước sức tấn công mãnh liệt của đối thủ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tiền đạo sinh năm 1993 sẽ không có cơ hội để thể hiện bản thân. Nếu có thể tận dụng cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất, Bruno Cunha sẽ là nhân tố đủ khả năng để khiến Hà Nội FC phải ôm hận trong trận derby thủ đô. 2. Hồ Khắc Ngọc. Nếu như Bruno Cunha là điểm đến trong mọi đường lên bóng của đội bóng quân đội, thì Hồ Khắc Ngọc xứng đáng là linh hồn, nhạc trưởng của Viettel ở thời điểm hiện tại. Dù mới gia nhập đội bóng áo lính chưa được một mùa giải, nhưng tiền vệ người Nghệ An đang cho thấy mình đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong những thành công của đội bóng chủ quản tính đến thời điểm này của mùa giải. Đối đầu với hàng tiền vệ giàu sức mạnh và cả sức sáng tạo của các nhà đương kim vô địch, Hồ Khắc Ngọc cần phải cố gắng hơn một trong phong độ để giúp Viettel giành được kết quả có lợi ở trận đấu tới. 3. Bùi Hoàng Việt Anh. Bên phía Hà Nội FC, Bùi Hoàng Việt Anh chắc chắn là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất. Không những trưởng thành hơn từng ngày khi được tin tưởng để đá chính trong đội hình có rất nhiều ngôi sao ở vị trí trung vệ, mà khả năng săn bàn của cầu thủ sinh năm 1999 cũng vô cùng đáng nể khi Việt Anh đã ghi tới 4 bàn tại đấu trường V-League ở mùa giải năm nay và trở thành cầu thủ ghi bàn tốt thứ hai của đội bóng thủ đô. Chắc chắn, ngoài việc phải để mắt tới những cầu thủ tấn công thượng thừa của các nhà đương kim vô địch, hàng phòng ngự của Viettel sẽ cần chú ý tới Bùi Hoàng Việt Anh, trung vệ luôn thể hiện sự nguy hiểm trong mỗi tình huống lên sàn pha tấn công. 4. Nguyễn Văn Quyết. Ở hàng tấn công, đội trưởng Văn Quyết luôn là đầu tàu và ngòi nổ cho mọi tình huống nguy hiểm của các nhà đương kim vô địch Hà Nội. Dù cho không sở hữu phong độ cao ở mùa giải năm nay và có khá nhiều những tình huống bỏ lỡ khó tin, tuy vậy, không vì thế mà hàng phòng ngự Viettel có thể đánh giá thấp khả năng của tiền vệ 29 tuổi. Trong một trận cầu ẩn chứa sự căng thẳng, chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng của Văn Quyết là đủ để Hà Nội FC tiếp tục đi trên con đường giành chức vô địch thứ 3 liên tiếp khi kết thúc mùa giải năm nay. 5. Nguyễn Quang Hải. Nếu như Văn Quyết là người đội trưởng bẫn cán của Hà Nội FC, là người luôn thi đấu trên sân để giữ các đàn em, thì Quang Hải lại là cầu thủ có những khoảnh khắc. Đã không dưới 3 lần ở mùa giải năm nay, quả bóng vàng Việt Nam 2018 là người trực tiếp ghi bàn để đem lại lợi thế dẫn đến chiến thắng cuối cùng cho đội bóng thủ đô. Còn nhớ, ở trận chung kết cúp quốc gia với Viettel, chính Quang Hải là người đã kết liễu đội bóng áo lính, mang về chức vô địch cúp quốc gia lần thứ 2 liên tiếp cho Hà Nội FC. Trong trận derby thủ đô tới đây, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ không chỉ là người đáng được kỳ vọng nhất ở Hà Nội FC, mà còn trong số tất cả các cầu thủ thi đấu ở trên sân. Trên đây là top 5 cầu thủ hết tỏa sáng ở trận đấu được ví như chung kết sớm tại vòng 5 nhóm A ELS V-League 1 2020. Theo các bạn, cái tên nào sẽ đóng vai trò quyết định đến kết quả của trận derby thủ đô? Cùng để lại ý kiến của mình và hướng sự chú ý tới trận đấu giữa Viettel và Hà Nội FC được diễn ra vào lúc 19:15 ngày 29 tháng 10 trên sân vận động Hàng Đẫy.